đầu tiên, chúng con Hoàng Trinh, Hoàng Linh xin gửi lời kính chào tới quý cha, quý sơ, các ban ngành đoàn hội cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa và đặc biệt là tất cả các bạn trẻ đang hiện diện trong ngày hôm nay ạ. Và chúng con xin chúc cho mọi người một đêm đầy ơn Chúa và Thánh Quan Thầy. Thật là vinh hạnh cho chúng con được đón tiếp quý vị đến với đêm hoan ca ra mắt giới trẻ giáo xứ Thanh Lãng và nhận Thánh Quan Thầy Các Mô Akotit làm thầy bổn mạng. Buổi tối ngày hôm nay của chúng con được chia làm hai phần. Phần 1 là hoan ca văn nghệ, phần 2 là lửa trại và cầu nguyện. Và để mở màn cho đêm hoan ca của chúng con ngày hôm nay, con xin kính mời quý cha, quý sơ, quý cộng đoàn đến với tiết mục hết sức là vui động và cũng là bài cử điệu của chúng con ngày hôm nay mang tên Đi tìm Giê-xu. Đây cũng là bài chủ đề của chúng ta. Xin mời các bạn linh hoạt viên giáo ơn trẻ giáo xứ Thanh Lãng chúng ta lên trên sân khấu để và tất cả những bạn trẻ nào mà chúng ta. Vâng, thưa quý cha, quý sơ, quý cộng đoàn cùng toàn thể các bạn trẻ rất thân mến,
giáo xứ Thanh Lãng chúng con được nâng lên hàng giáo xứ cách đây không lâu, số lượng nhân danh còn ít, nhưng không vì thế mà chúng con, những người trẻ chùn bước, được quý cha, quý sơ và mọi người giúp đỡ linh hướng, chỉ dạy chúng con nhận ra được tầm quan trọng của bản thân là tương lai của giáo xứ và giáo hội. Vì thế mà chúng con đã quy tụ nơi đây để sinh hoạt cùng nhau và nhận thánh trẻ quan thầy các lô Acutis. Và để tiếp tục cho buổi tối ngày hôm nay của chúng con được diễn ra suôn sẻ và trọn vẹn, thì sau đây con xin mời cha phó Phêrô lên có đôi lời phát biểu để khai mạc đêm hôm cao buổi tối ngày hôm nay. Con xin kính mời cha ạ. Chào mừng hoan hô, chào mừng chào mừng hoan ca, chào mừng hoan ca. Chúng con chào cha. À, mọi chúng vừa đổi giống như con thích căng. Thế nên là xin kính chào thầy sư, chào quý sư, chào ông hội đồng mục vụ và chào tất cả mọi người, đặc biệt là xin chào tất cả các bạn trẻ. Hôm nay là buổi ra mắt giới trẻ của giáo sư Thanh Lãng. Đây là niềm vui không chỉ cho giới trẻ của giáo sư Thanh Lãng mà là niềm vui cho tất cả chúng ta, bởi vì chúng ta có cơ hội để gặp gỡ nhau và đặc biệt là chúng ta có cơ hội để gặp gỡ chính Đức Giêsu Kitô. Cho nên là trong niềm vui đó, tôi tuyên bố khai mạc buổi hoan ca mừng lễ ra mắt giới trẻ giáo sư Thanh Lãng xin được bắt đầu. Những bài thánh ca thật là lắng động và sôi động. Lắng động nhưng mà nó sôi động. Và từ đây chúng ta cùng quay trở lại với những vũ điệu hết sức là sôi động đến từ các bạn linh hoạt viên giáo xứ nhà mang tên Tự Hào Là Người Công Giáo. Xin mời tất cả các bạn giới trẻ chúng ta đứng lên. Xin mời các anh chị sinh viên công giáo và thành viên cũng như các bạn giới trẻ thành viên chúng ta tiến lên phía trên này với chúng tôi để giao lưu những tiết mục văn nghệ thật là sôi động. Đang xem thì mưa nên phải về, bây giờ mọi người xem mỗi con nhảy nhá. Thank you.
tìm mặt trời, tìm lòng người luôn luôn lành sang, tìm Giêsu tìm nước trời, không cần hoàn tìm bé bay chị ơi, chị em ơi nào. Tình người trong tình yêu thương, tình Giêsu tình yêu thương, tình anh em trong tình.